Chào mọi người. Bữa nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái căn bản để mà các bạn có thể tập làm quen với việc ngồi vẽ trên Procreate nhé. Hy vọng là những cái điều mà mình chia sẻ thì sẽ giúp cho các bạn sử dụng cái công cụ này quen hơn và vẽ được nhiều hơn. Đây là giao diện của Procreate khi mà các bạn mở cái app này lên. Nếu như đây là lần đầu tiên mà các bạn mở cái app này ấy, thì sẽ thấy nó sẽ trống trơn hơn. Thế nhưng mà bởi vì đây là mình đã vẽ mấy bức rồi, cho nên là cái giao diện của nó sẽ sắp xếp những cái file có hiển thị luôn hình ảnh những cái file mà mình đã vẽ. Bây giờ mình sẽ giới thiệu lần lượt nhé. Ở đây này, bên này các bạn có thể thấy một dãy những cái số. Thì khi mà các bạn bấm select này, thì mình sẽ tích được vào những cái mục mà mình muốn. Một là stack lại, tức là gom nó vào thành một cái group này. Hoặc là share nó đi đâu đấy, tức là share nhiều tấm cùng một lúc. Bên này là import và photo này là các bạn sẽ tải những cái hình ảnh từ trong máy hoặc là từ trên mạng, những cái chỗ mà bạn lưu trong Google Drive ấy, về và đưa nó, mở nó ở trong cái Procreate. Hoặc là những file Photoshop rồi bút rồi các thứ. Còn bây giờ nếu mà mình muốn mở một cái file, mình muốn mở một cái canvas để mà có thể vẽ thì mình bấm vào dấu cộng này. Còn nếu mà ở đây các bạn không thấy được những cái kích thước nào mà phù hợp với nhu cầu sử dụng ấy thì bạn bấm vào đây này. Bên này thì nó có các cái chiều dài, chiều rộng rồi DPI đầy đủ hết. Bên này thì dưới này này, cái gọi là cái chỉ số ấy, như kiểu mm, cm thì nói chung là có cái gì thì các bạn hoàn toàn có thể thấy ở đây nha. Color profile là gì? Ở đây là bao gồm những cái hệ màu mà các bạn sẽ sử dụng cho cái tranh này. RGB là những cái màu mà các bạn chủ yếu là để nhìn trên màn hình. Ví dụ như các bạn muốn sử dụng cái tranh này để up web này, cho vào game hoặc là đưa vào những cái thiết bị máy tính điện tử khác thì các bạn sẽ sử dụng cái RGB. Còn CMYK này thì sẽ phù hợp cho cái việc là bạn đem đi in. Ngoài ra thì ở đây có một số những cái setting khác mà các bạn có thể tự tìm hiểu thêm nha. Nó cũng nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ thì mình sẽ tạo ra một cái file. Sau khi mà có cái canvas này rồi thì đây là cái màn hình mà mình sẽ sử dụng để vẽ chính. Bên góc bên phải màn hình các bạn có thể tìm thấy những cái công cụ mà mình sẽ dùng để vẽ. Ở đây là bút này, Smooth Tool và tẩy. Nếu như mà bạn chưa biết cái Smooth Tool là công cụ gì thì các bạn có thể tìm một cái clip cũ của mình đã chia sẻ về cái công cụ này rồi nhé. Ở đây thì cái cách dùng nó cũng không khác gì nhiều so với lại trên Photoshop đâu. Khi mà các bạn tích vô cái icon này, nó sẽ hiện ra một cái bảng setting cho mình. Ở bên này là thông số, là những cái bộ brush mà bao gồm cả default và cả những cái bộ mà mình đã tải xuống. Còn ở bên này thì đây là những cái brush mà có ở trong cái bộ đó. Nếu như các bạn bấm vào đây thì sẽ hiện ra cái bảng setting của brush. Cái này thì vì nó khá là dài cho nên là hiện nay mình sẽ không chia sẻ ở đây. Các bạn có thể tự tìm hiểu thêm nhé. Hoặc là mình sẽ làm thêm một cái clip nào khác để mà giới thiệu thêm sau. Còn trong cái quá trình mà mình sử dụng, thực ra mình rất ít động vào cái phần setting của cái bộ brush đó. Đối với Smooth Tool hay tẩy cũng thế, các bạn tích vô và các bạn có thể chọn cái loại tẩy hoặc loại Smooth Tool mà bạn muốn. Ở ngay bên cạnh cục tẩy thì các bạn có thể tìm thấy layer. Trong cái phần layer này nó có khá là nhiều những cái setting. Đầu tiên là bấm vào dấu cộng để tạo một cái layer mới này. Trong cái layer này có khá là nhiều setting mà các bạn cần chú ý nhé. Đầu tiên là bấm vào dấu cộng để tạo một cái layer mới. Còn cái background color này này, đối với lại trong Photoshop thì cái layer background này các bạn có thể vẽ lên. Thế nhưng mà trong Procreate ấy, thì khi mà tích vô thì các bạn chỉ có thể đổi màu của cái nền canvas này thôi. Cái này mình thấy khá là tiện bởi vì trong cái lúc mà mình vẽ Photoshop ấy, thi thoảng mà mình không để ý khiến cho cái layer sketch của mình nó bị nhập vào cái background color thì nó khá là phiền phức. Cái app này giúp mình không bị nhập nhằng giữa cái background và cái layer phía trên. Bây giờ nhá, các bạn tích vô đây này thì sẽ thấy hiện ra một cái bảng. Nói chung là cái tên nó đặt thì đã tương đối là rõ ràng nghĩa rồi. Nhưng mà có hai cái mà mình muốn nhấn mạnh hơn bởi vì cái chức năng của nó và cái cách đặt tên của nó thì hơi khác với trong Photoshop một chút. Đấy là cái Alpha Lock và cái Mask này. Bây giờ mình sẽ làm cho các bạn được nhìn rõ hơn này.
cái alpha lock chính là cái khóa layer. Dụ như các bạn có một cái mảng màu như này, khi mà các bạn chọn cái alpha lock thì những cái gì mà mình vẽ nó sẽ chỉ ở trong cái khu vực mà mình đã chọn đấy thôi. Nếu mà mình bỏ cái alpha lock này đi thì mình sẽ vẽ được bên ngoài. Còn cái thứ hai mà mình muốn giới thiệu nữa đấy chính là cái mask này. Mask này thì nó tương đương với cái công cụ mà mask ở trong Photoshop ấy. Đấy là các bạn dùng màu đen để tẩy nó đi và dùng màu trắng để lấy lại cái hình đó. Cái thứ ba đấy chính là clipping mask. Cái này cũng tương tự như clipping mask ở trong Photoshop. Đấy là cái layer biến cái layer phía trên trở thành cái tệp con của phía dưới. Nó sẽ ảnh hưởng, đấy là các bạn thấy đó, khi mà mình vẽ thì nó sẽ chỉ ở trong cái vùng mà mình đã vẽ ở cái layer phía dưới thôi. Và ngược lại, mình cũng sẽ tích vô đây để mà biến cho cái layer phía trên này nó không phải là tệp con của cái layer dưới nữa. Bạn kéo ngang cái thanh này ra này. Bên này thì là lock, tức là không động chạm gì tới cái layer này nữa, không chỉnh sửa, không vẽ lên, không làm cái gì hết luôn. Còn duplicate này là nhân đôi cái layer này. Trong cái trường hợp mà bạn cần phải vẽ trực tiếp trên cái layer nhưng mà bạn muốn đảm bảo là ý là mình vẫn có thể lấy lại cái layer đó. Ngoài ra thì các bạn có thể xóa cái layer đó đi. Trong cái mục chữ N này, ở đây thì các bạn thấy là ngay trên này có một cái thanh opacity này. Ngoài ra thì ở đây là blending mode. Ở đây thì là cái phần color mà các bạn có thể lựa chọn này. Mình giới thiệu sơ sơ nhé. Đây là cái nơi mà các bạn pick màu. Đây thì là thanh hue này. Ở dưới này thì là saturation và dưới này thì là value, tức là cái độ đậm nhạt của cái màu đó. Đây là những cái màu mà các bạn đã tích. Đấy, thì khi mà các bạn lựa chọn cái màu này và các bạn vẽ nó ra và các bạn sử dụng nó thì nó sẽ tạo thành một cái history ở đây. Cái này khá là giống với lại cái Color Rush. Ở đây thì là cái phần setting, cái cách hiển thị của cái bảng này. Ở bên này thì đó là những cái mà bảng hình tròn, bảng hình vuông ở bên này. Ở đây nó có một cái khá là tiện này. Đấy là khi mà các bạn chọn một cái màu này thì ở dưới này nó sẽ tạo cho mình một cái swatch màu mà những cái màu tương đồng với nó ấy. Bên này thì nó đã có một số những cái swatch màu mà các bạn có thể tham khảo. Ở bên cái góc bên trái màn hình này, bên cạnh chữ gallery á, còn ở đây là cái mục setting này. Trong setting này thì ở đây là cái canvas, nơi mà các bạn sẽ tìm thấy những cái mục như là crop and resize. Đấy là crop lại những cái mà cái canvas này nếu như mà các bạn thấy nó bị to, bị nhỏ hay là như nào đó này. Ngoài ra có một cái mà rất rất tiện lợi luôn, đấy là cái drawing guide này. Và edit drawing guide này thì đây này, đây là cái nó sẽ tạo ra các loại lưới cho mình để hỗ trợ. Ở đây là 2D này, bên này là lưới isometric, perspective và đây là symmetry. Symmetry chính là cái công cụ mà để các bạn vẽ đối xứng, mà hồi lâu rồi mà mình cũng đã có chia sẻ với cái công cụ trong Photoshop á, thì ở đây các bạn cũng có thể tìm thấy. Đặc biệt với cái công cụ symmetry trong này ý, các bạn có thể lựa chọn được cái màu mà hiển thị của nó. Ngoài ra thậm chí là có một cái hay hơn nữa, đấy là các bạn tắt nó đi vẫn được. Các bạn tắt nó đi thì nó vẫn bật. Còn nếu như mà các bạn thực sự là muốn tắt đi và hoàn toàn không sử dụng nó nữa thì mình sẽ lại vào đây này, bật cái này lên, Edit Drawing Guide và Option này. Cái Assistant Drawing này ấy, thì các bạn tắt nó đi và Done này. Sau đó lại tắt một lần nữa ở đây. Thì mình sẽ tắt hoàn toàn cái công cụ symmetry này đi. Ngoài ra ở đây thì là cái flip hình lại, thì mà các bạn đã biết rồi đúng không? Share này là mình sẽ
tải cái hình này lên, mình có thể là sử dụng những cái file như là Procreate này, hoặc là xuất ra file BSD luôn cũng được, hoặc là JPEG rồi PNG. Và những cái này thì các bạn có thể export nó đi sang email thẳng trực tiếp này, hoặc là up trực tiếp lên Facebook, Twitter, rồi Instagram, YouTube nữa. Nói chung là khá là đầy đủ và rất là tiện lợi. Video này thì ở đây sẽ ghi lại cái quá trình mà các bạn đã vẽ lên trên cái canvas này. Trong cái video này thì các bạn có thể xem lại này, và phần export này thì là export cái video đấy ra. Một là các bạn có thể xuất ra hoặc là lưu về máy. Trong cái prefers này thì đây có thể nói như là một cái mục mà các bạn sẽ chỉnh setting những cái thao tác mà mình sẽ sử dụng ở trong cái Procreate này. Đầu tiên thì cái phần line interface này ấy, đấy là đổi cái giao diện nó về cái giao diện trắng này. Cái này thì tùy vào những cái thói quen của các bạn thôi. Còn right hand này thì là ở đây các bạn thấy nếu như mà mình để cái giao diện này thì đây là cái mục mà mình sẽ chọn brush và cái opacity của brush này. Nếu như mà mình bấm vào cái right hand này này thì đó, cái thanh này nó sẽ chuyển về bên này. Cái này chắc là sẽ phù hợp với những cái người mà có thói quen sử dụng mà tay chính là tay trái ấy. Ok, những cái phần này thì các bạn có thể xem sơ sơ để mà điều chỉnh nhá. Nhưng mà có một cái mà mình đặc biệt muốn nhấn mạnh trong cái mục prefers này mà các bạn nên biết, đấy là chính là cái gesture controls này. Ở đây này, các bạn có thể vào cái phần general và điều chỉnh lại một số những cái chức năng mà gọi là tắt hoặc là mở một số những cái chức năng mà mình không sử dụng ở trong cái quá trình vẽ trên Procreate, mà nó có thể ảnh hưởng đến thao tác sử dụng của các bạn. Trong số đó, ví dụ như là cái disable touch action này. Khi mà mình có cái bút này rồi, mình không cần phải vẽ bằng ngón tay ấy, thì mình sẽ tắt cái đấy đi. Bởi vì trong một vài cái trường hợp, lúc mà các bạn vừa vẽ bút nhưng mà cái phần tay này của mình nó tì lên và khiến cho cái hình vẽ của mình nó bị ảnh hưởng. Nó sẽ thêm một số những cái nét brush mà mình nhiều khi mình không để ý đâu. Sau đó thì mình thấy là nó bị lem nhem, hoặc là nó làm cho cái bút của mình nó không có cảm giác kiểu nhạy ý, do tay của mình nó cũng bị tì vào này. Ở dưới này chính là chỉnh cái thao tác mà các bạn có thể dùng hai ngón tay để mà xoay cái màn hình này. Ngoài ra thì có rất là nhiều những cái khác ở đây nữa. Các bạn có thể tự tham khảo thêm để mà tinh chỉnh lại cái thói quen sử dụng của các bạn cho nó phù hợp nhé. Ở ngay bên cạnh cái phần setting, vẫn bên khu vực bên trái này, thì các bạn có thể tìm thấy đây là nơi mà có những cái phần tương đối là giống filter ở bên Photoshop. Trên này thì có opacity này, rồi các cái blur, sharpen, noise, rồi có cả liquify nữa. Các bạn chỉnh để mà xê dịch cái hình ý. Ngay phía dưới này thì là chỉnh color balance này, hue này. Giống nó tương tự với lại Ctrl U và Ctrl M đó. Ctrl L nữa. Bên này thì là cái lasso tool, khoanh vùng chọn. Lasso tool ở bên này thì mình thấy nó có một cái nó bị vẫn còn không được tiện lắm, đấy là mình sẽ rất là khó để mà gọi là ép thêm hoặc là trừ một cái khu vực nào mà mình không muốn. Nó không được tiện lợi cho lắm. Nhưng mà ngược lại nó lại có một cái hay, đấy là nếu như mà các bạn vẽ nửa chừng này, sau đó mình nhấc bút lên, mình vẫn có thể vẽ tiếp được ở đây. Nếu như mà bạn muốn tạo cái lasso một những cái hình vuông hoặc hình tròn thì các bạn sẽ nhấn vào đây nha. Còn đây là move tool này. Khi mà bạn đã có một cái vùng chọn này thì các bạn có thể di chuyển cái vùng chọn đấy ra ngoài. Ở bên này thì cũng có tương đối là đầy đủ những cái mà chức năng của nó. Ví dụ như là freeform thì các bạn sẽ kéo được mà thay đổi cái form gốc của nó. Còn uniform thì là co kéo như thế nào đi chăng nữa thì nó sẽ chỉ scale tỷ lệ đều thôi. Grab này
thì kéo từng point á, lật ngang lật dọc lật 45 độ các thứ các bạn có thể thấy hết ở ngay cái bảng dưới này nha. Ok, đấy là cái phần setting mà tương đối đầy đủ để mà các bạn có thể sử dụng ở trên cái Procreate này để mà có thể vẽ. Hy vọng là những cái chia sẻ của mình thì sẽ giúp các bạn làm quen được với cái công cụ này hơn. Vì mình thấy đây là một cái công cụ rất rất là tiện. Và những cái mà mình đã giới thiệu với các bạn từ nãy tới giờ, sau này khi mà có một số những cái tip, những cái trick gì đó mà mình sẽ làm chia sẻ ở những cái clip sau, có thể là cụ thể hơn về những cái cách vẽ, thì mình sẽ sử dụng cái iPad này. Nó khá là tương đồng với những cái mà các bạn sử dụng ở trên Photoshop thôi. Mặc dù đây là một cái app mới, nhưng mà cái thói quen sử dụng của nó thì cũng không phải là bắt các bạn hoàn toàn làm quen với nó đâu. Hy vọng là những cái chia sẻ của mình thì sẽ giúp các bạn làm quen được với cái công cụ này hơn. Vì mình thấy đây là một cái công cụ rất rất là tiện. Và những cái mà mình đã giới thiệu với các bạn từ nãy tới giờ, sau này khi mà có một số những cái tip, những cái trick gì đó mà mình sẽ làm chia sẻ ở những cái clip sau, có thể là cụ thể hơn về những cái cách vẽ, thì mình sẽ sử dụng cái iPad này. Cho nên là hãy chịu khó một chút nha. Còn bây giờ thì bye bye các bạn. Yeah. Hẹn gặp lại.